Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Việt Nam. Slovakia cảnh cáo Việt Nam về hậu quả vụ bắt cóc bên lề cuộc họp Liên Hiệp Quốc. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã trở thành nội dung áp đảo trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Miroslav Leskak và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, theo tường thuật của TASR hôm 27 tháng 9. Hãng thông tấn nhà nước Slovakia cho biết là Ngoại trưởng Slovakia đã mạnh mẽ lên án hành động bắt cóc cựu lãnh đạo công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC từ Đức, nói rằng đây là hành động vi phạm nền tảng luật pháp quốc tế và lạm dụng trắng trợn hệ thống khối Schengen, gây tác động tiêu cực lên quan hệ Việt Nam-Slovakia. Ngoại trưởng Leskak còn nhấn mạnh với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh rằng những giải thích trước đây của phía Việt Nam về những nghi ngờ nghiêm trọng trong vụ bắt cóc người Việt Nam trên lãnh thổ Slovakia là không thỏa đáng. Vì vậy, thông qua người đồng cấp, ông kêu gọi Việt Nam nhanh chóng làm rõ mọi nghi ngờ để khôi phục lòng tin lẫn nhau trong quan hệ song phương, thưa quý vị. Facebooker nhận án tù vì bôi nhọ Hồ Chí Minh và lãnh đạo đảng. Một người dùng mạng xã hội Facebook ở Cần Thơ vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố này kết án 2 năm 6 tháng tù vì đưa những thông tin và hình ảnh xuyên tạc các lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông Bùi Mạnh Đồng, 40 tuổi, bị kết án với tội danh lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự 2015. Đây là người thứ hai ở Cần Thơ nhận án tù trong tuần này vì đăng tải những thông tin mà chính quyền cho là nhằm bôi nhọ đảng và nhà nước trên Facebook. Ngày 24 tháng 9, Tòa án thành phố Cần Thơ tuyên phạt 27 tháng tù đối với Đoàn Khánh Vinh Quang cũng với tội danh tương tự. Nhà hoạt động 42 tuổi này bị cáo buộc là đã đăng tin bài trên Facebook kêu gọi mọi người biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Các hãng tin AP và Reuters tường thuật rằng hai Facebook Mạnh Đồng và Vinh Quang bị đưa ra xét xử giữa lúc chính quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng bắt bớ và mạnh tay sách nhiễu hàng loạt những tiếng nói bất đồng, thưa quý vị. Blogger mẹ nấm vẫn chưa hồi phục sau đợt tuyệt thực. Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gầy ốm, tóc bị rụng và da được nói là sạm đi và chưa hoàn toàn bình phục sau đợt tuyệt thực kéo dài 16 ngày và kết thúc vào ngày 23 tháng 7. Tình hình sức khỏe của nữ tù nhân chính trị mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được thân mẫu là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cập nhật sau chuyến thăm nuôi vào ngày 26 tháng 9. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cho biết là con gái của bà cho bà biết là hiện nay tù nhân nữ chung phòng giam chuyên gây sự có thay đổi hành xử và không còn căng thẳng như trước nữa. Vào ngày 19 tháng 9, blogger mẹ nấm gọi điện về gia đình và cho biết chưa có gì thay đổi khi được hỏi về tình hình nữ tù nhân gây sự. Tuy vậy, trong lần gặp vào 26 tháng 9, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thông báo là việc gây sự không còn như trước đó. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan nói việc thăm nuôi con gái tại trại số 5 Yên Định, Thanh Hóa không thể ấn định cụ thể. Chuyến thăm lần trước diễn ra vào 5 tháng 8 và đáng lẽ theo quy định cho thăm hàng tháng của trại giam, thì đến ngày 5 tháng 9 bà lại đi thăm nuôi. Thế nhưng do hai cháu ngoại con nhỏ của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà bà đang chăm sóc phải nhập học, nên đến ngày 26 tháng 9 bà mới gửi được cháu để đi thăm con gái. Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiện phải thụ án 10 năm về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới, Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc.